对呀、啊。亲，今天可不给那做呀。都说没。难道你又做干做？亲，亲，我告诉你，每个顾客都留了录像，再来叫关三哥。còn mình đã nhìn thấy nó trong chị nhân cô đấy, nhưng lúc đó vì đang buồn chị nhân được nên mình còn đã không kịp mang về. Tại sao? Thế ra thứ mà mọi người nhìn thấy có phải quả cầu gỗ bị dẫm có kích thước bằng ngón tay không? Còn mình đã nhìn thấy còn không ít nữa, lại có chuyện này sao? Còn nữa, trận hỏa hoạn ở chị nhân phố do tên chủ quỹ đó tự tay làm, lúc đó con nằm ở trong quan tài. Nếu như vậy thì rất có thể tên chủ quỹ đó chính là kẻ đã phóng hỏa. Thì chỉ là một đêm vô lại với một con nha đầu để ta cũng tiện bề lo liệu.
Ta tới chọn ngày không bằng đủ ngày. Năm ngày sau chính là tiết trung thu, cứ chọn ngày đó luôn đi. Hoàn thật xung vầy cũng là một sự khởi đầu tốt. Ngày này được đấy. Chỉ là có hơi vội, ta sợ sẽ không kịp mời mọi người. Nước không cần chuẩn bị, cũng không cần mời ai đâu. Chúng ta chỉ cần làm một bàn tiệc rượu. Nước mấy nhà hoàn cha chính ngon vào một chút là được rồi. Được, mọi thứ đều làm thật đơn giản. Chỉ mời mấy người thân thiết cùng mấy chén rượu. Thì buổi tối cũng như mới có thể sớm vào động phòng. Điều vẫn còn đang đợi được mấy cháu đấy. Nương. Thank you.
Nhưng nếu bây giờ nàng đã là nữ tử của con, vậy thì